Chào cháu nhá. Bây giờ cô ông giới thiệu cây hoa mà tưới nhá. Đây, cây mình tưới này. Đấy. Nó nhiều hoa cũng đẹp lắm. Đây dòng ven đường nhá. Đấy. Đây này. Đây là cây mình tưới. Cây này là dòng cạnh nhà cũng được và dòng theo ven đường cũng được, người ta dùng bằng cành thôi, dùng toàn bộ bằng cành nhá, chứ không phải dùng gốc rễ gì cả mà ấy cả, cứ cành này cắt già này. Đây, cắt này xong ta cắm xuống đấy. Đấy, là được là nó thành lên đẹp lắm, nó lên rất tốt, chỗ nào đất tốt đây là ven đường này, cái này ven đường nhá. Đấy. Đây này, bên đường này. Đấy, bên đường. Đấy, bên đường là trồng bên đường nó đẹp đấy. Đấy, có hoa này. Đấy. Đấy. Đấy, cái hoa này nó lên đẹp này. Đó. Cái hoa nó lên đẹp, mà cây này nó cũng trị bọ mới để ấy nó tốt nha, đi tốt cho sức khỏe đấy. Cái hoa đẹp không? Hoa mừng tưới đấy, nên là cây cây hoa mừng tưới nhá, em giới thiệu các cháu nhá. Đây cái thân cây của nó chỉ lấy cái thân nó thôi, thân xong là đem về là ta ra chặt ra tầm 10-20 phân, thế ta cắm xuống là nó lên đây cái nụ hoa này. Đấy, hoa nó đẹp lắm nhá, hoa mừng tưới nhá. Đấy, mà nó bọ cũng là các cái con bọ là trồng cái cây này nó kỵ con bọ đấy. Đà, rất tốt. Đấy, hoa đẹp không? Này, cái hoa mần tưới nhá. Đây, cái dòng theo ven đường này. Đấy. Đây, cái hoa mần tưới này. Đấy, tất cả cái u này. Đấy. Cứ theo ven đường này thì tất cả mang ta mang này là ta trồng. Thế xong rồi lên hoa này, hoa đẹp lắm. Hoa nó là to tím, có loại hoa tím có loại hoa vàng nhá. Tất cả dòng hai bên ven đường thoải mái, nó không ấy gì, rất tác dụng tốt, không cần phải là đánh gốc gì cả. Cứ cành này ta cắt ra xong ta trồng nhá. Đấy, bốn quanh chuồng gà chuồng ấy là ta trồng đến một vài khóm là nó kỵ khi con gà kỵ khi bọ. Đấy, đây, đây. Tất cả khu này là đấy là nó đẹp lắm. Đấy, cây hoa mừng tưới, người ta cây mừng tưới đây này, nó ông giới thiệu các cháu nhá. Cháu này chưa biết thì là lấy, nếu mà chẳng hạn thấy ở đâu lấy về mà trồng bốn quanh cái chuồng gà, trồng hết vào cái chỗ khu vực chuồng gà, và cây này dễ trồng mà. Cây trồng xem ven đường nhé. Thân trong cây hoa nó đẹp lắm, cây hoa mần tưới nhá. Đấy, ta trồng ven đường được, ven đường quốc lộ hoặc là đây, tất cả khu này ven đường này, đấy là rất tốt, đảm bảo vừa sạch là vừa đẹp, vừa sạch cái đường đi lại vừa đẹp nữa nhá. Đấy, nó chỉ lên tầm khoảng cao cao 40 phân rồi xong rồi ta lại cắt nó đi, cắt xong rồi ta chế ấy. Đấy. Đấy, ta cắt đi chúng ta là này. Đấy. Tất cả cái khu này, cái đường này là trồng hết nhá.
thấy cái hoa của nó là nó rất thuận lợi là cho chúng ta nhé. Đấy, ven đường này đấy, làm sạch cỏ đi, làm sạch cỏ là cây nó cứ thế nó lên thôi. Đấy, giới thiệu các cháu nhé, đây là cây mần tưới. Đấy, trồng cành cứ chặt cây ra xong rồi trồng xuống là được. Đấy, tất cả khu này đấy, đấy thì là giới thiệu các cháu. Đấy, thế là tất cả đây là cái khu vực này là cây hoa mần tưới. Để dứt cái giỏi đường này, hết giỏi đường nhá. Đấy, đấy hoa mần tưới này. Đấy, cây nó hoa, nó ra hoa rất đẹp, vừa đẹp vào quang cảnh, vừa đẹp cho đường xá đi lại rất thuận lợi. Đẹp. Đây này, cái cây này mình sẽ bắt đầu phát triển. Đấy. 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 Đây cái cây này là tất cả cây này là cây này là cây mới trồng này. Đây là cái nụ của nó này, nụ đấy này, toàn bộ nụ nhá. Nụ ra mấy bữa ra đẹp, nó đỏ, nó tím đều nhỉ. Đấy, bên ven đường nó đều coi như là hoa đều tím. Đấy, suốt cái giỏi đường này lên này, trên kia, xong quay sang dưới này, quay dưới này này, đấy, đều hai bên đường là dòng cái cây này là đẹp lắm, và nó vừa đảm bảo cho giữ đất là một, hai là vừa đẹp cho quang cảnh. Cái hai ta trồng bên nhà là rất tốt, cho rất thuận lợi cho ta, cho gia đình nhá. Đấy. Đấy. Rất đẹp nhá. Đấy. Tất cả cái quang cảnh này. Đấy. Cháu theo. Đấy. Đẹp lắm. Đây là hai bên ven đường, cứ trồng này hai bên ven đường ấy là đẹp, vừa đẹp này, vừa sạch này. Đấy, là thuận lợi, sạch sẽ nhá. Đây, tất cả khu rừng dưới này. Đấy. Đây. Đây, hai bên đường nhá. Dưới thì lại nước. Đây, 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 đây. Nó cũng rất thuận lợi. Đây là cái này là nó cũng cây hoa này, hoa là hoa tím nhá. Toàn bộ cây hoa này là hoa tím. Và đây là cái nụ này này. Đấy, nụ của nó này. Đấy, giới thiệu cho đề nụ nhá. Đây là cái này là kia này. Đấy, tất cả. Đấy, nó ra nụ mấy bữa ra rất nhiều. Hoa rất nhiều nhá. Đẹp nhá, đầy nụ này. Đấy, nụ này. Đấy. Nụ nhá, tất cả khu đường này là trồng hết, hai bên ven đường là ta trồng hết cái cây hoa mần tưới này là đầy nụ đây. Với nữa là hoa rất đẹp nhá. Đấy, tất cả nụ nhá. Thế vừa rồi ông giới thiệu mấy cái cháu cùng với ông để xem cái khu vực ông giới thiệu cây hoa mần tưới nhá. Để rất tốt nhá. Cháu thấy hai chồng nút like, nút thích, đăng ký kênh nhá. Chào các cháu nhá. Chúc các cháu mạnh khỏe nhá. Xin chào.